Thế là ông Long bé nhà mình lại lớn thêm một tuổi rồi đấy các anh chị ạ. Mấy hôm trước khi đi học về ấy, thì ông ấy có gióng mình là: anh ơi, từ bé đến bây giờ ấy, chưa bao giờ em được tổ chức sinh nhật mà được mời bạn bè đến. Rất là biết cách gợi ý luôn nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thở nhanh, rất nhanh, thở nhanh. Ok. Ấy, đêm hôm trước là đã chuẩn bị bất ngờ cho ông ấy rồi. Và bất ngờ hơn nữa là dì của mình ấy đã đưa con của dì Tư ngoài Hà Nội vào để chúc mừng sinh nhật Long bé. Ai mà theo dõi TikTok của Long chắc cũng không lạ gì bé trứng này nữa phải không? Đến 6 giờ tối hôm sau là khởi hành cho ông ấy sĩ diện với bàn dân thiên hạ. Ông này sĩ lắm, lúc đầu bảo anh ơi mời 3 bạn. Xong rồi bảo là ôi các bạn bảo là em nổi thế mà mời có 3 bạn. Thế là mời thành 5 bạn, xong 10 bạn, cuối cùng thành 12 bạn nhá. Mà hình như là ông Long bé nhà em là lựa chọn bạn chơi theo ngoại hình hay sao ấy. Nhìn ông nào cũng như sumo ấy. Đấy, năm nay là anh Tôn tặng cho một cái quà gọi là siêu to khổng lồ luôn. Đúng cái món cậu thích thì xe trượt đấy. Khổ lắm, nghĩ cũng tội các anh chị ạ. Từ nhỏ đến lớn thì kiểu như là ở với ông bà ấy, mà ông bà già rồi thì thường kiểu cũng không quá là lo đến cái việc tổ chức sinh nhật cho nó. Từ khi ở cùng với anh thì lại vướng mấy năm Covid không à. Đâm ra là mấy năm toàn ở nhà không. Thì phải nói đây là một cái sinh nhật đầu tiên mà kiểu Long bé có cái kỷ niệm với bạn bè. Ôi dồi ôi, tính ra là 20 đứa trẻ con quản mệt gần chết. Lần đầu tiên mà em kiểu có cảm giác kiểu con mình sinh nhật nó như nào. Xong rồi tống hết chúng nó xuống khu vui chơi, chơi toát tưởi ra. Chơi chán chê mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ Long bé sẽ quay trở về nhà và bóc quà của các bạn cho các anh chị xem nhé. Đầu tiên sinh nhật là đầu tiên của em được một đống quà như này. Ôi, Luffy. Hai cái này của Phú Vinh. Luffy luôn. Ui, 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 Luffy. Ui, Luffy luôn. Ui, đồ bóng. Chúc ông sinh nhật vui vẻ nha. Ui, ui, bình nước hình thơ. Ui. Thật sự, đếm xong này ạ. Cơ đẳng nặng. Ui, 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 ui. Rồi. Ui. Rubik. Rubik tam giác. Ngoài khổng lồ. Đẹp nha, rất đẹp luôn, có thẩm mỹ. Tặng Long bé gì đó? Nguyễn Quang Hải. Long bé Nguyễn Quang Hải. Wow. Anh cảm ơn cô già Hàn luôn. Anh cảm ơn em Kiến. Em cảm ơn anh gì anh nhiều nhá. Chị của anh Tu này. Rồi mở ra xem nào. Wow. Em cảm ơn chị Nhung vì chị đã tặng cho em cái bánh sinh nhật. Năm nay là cậu Long bé là được dã man quà luôn. Đảm bảo là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời luôn. Chúc mừng sinh nhật Long bé.